Lô lô lô, ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi người. Và ngày hôm nay thì cũng sắp gộp server rồi, ngày hôm nay ngày 21 tháng 6 rồi nè mà. Và ngày mai thì 22 tháng 6 thì bắt đầu gộp server thì những anh em mà có vụ có cái rương lên nhạc nè mà, bảo rương lên nhạc theo theo môn phái á. Thì từ sân hàng 1 ra đổi ra lấy đó nè. Thì bây giờ thì Khải cũng mở thử xem thử cái rương vũ khí này ra vũ khí gì nha anh em. Thì Khải hiện tại đang là ngâm mi. Thì Khải sẽ mở ra là vũ khí của ngâm mi nha anh em. Một là hướng chưởng, hai là hướng kiếm nha mọi người. Đó, nó hai hướng như vậy. Ok, bây giờ chúng ta cùng mở thử nó ra cái loại như thế nào nha. Và trước khi mở thì anh em cùng lên Khải kích lên trang chủ cùng xem sơ qua. Xem sơ qua thử là nó gồm những cái vũ khí và ra sao như thế nào. Anh em cùng xem giúp Khải ở vị trí này nha. Khải sẽ bật full màn hình. Anh em chúng ta cùng tham khảo thử trước khi chúng ta mở rương nha. Rồi, ok. Đó anh em. Đây anh em ạ. Danh sách rương lên tuyệt, trang bị lên tuyệt. Rồi, hồi chiều này Adam up lên. Thì mỗi môn phái chúng ta sẽ có những cái vũ khí tương đồng với những vũ khí của môn phái đó. Ví dụ thiếu lâm thì sẽ có cái đao. Cái này thì chỉ là option random nha mọi người, chưa biết tốc độ và sát thương như thế nào ra sao nha. Cái này thì random thôi. Mở thì có người tốc được max 30, có người sát thương cao, đó có người sát thương này là thấp. Nói chung là nó cũng như một cây vũ khí một kiểu môn phái rồi thôi. Hồi trước thì anh em cũng tìm hiểu qua sơn hàm một rồi thì nó cũng giống hoàn toàn một cây vũ khí hồn kiểu bùng phá, nhưng mà nó đều cả hai hướng này mà, một là nội, hai là ngoại luôn. Nó có hai, một trong sơn hàm nó có đến hai hướng để anh em chơi, nhưng mà lần này thì Adder rút lại. Thì bây giờ chúng ta chỉ mở ra random một trong ba món như thế này hoặc là gì đó đó. Ví dụ như một cái môn phái thiếu lâm thì mở ra sẽ được là một hạt đao hoặc là bóng hoặc là bao tây, đó là thiếu lâm. Còn hướng thiên bang thì chúng ta sẽ mở về hướng trì hạt kích. Đó nè, tình nhìn anh em thấy những cái vũ khí dạng như bao tay lên tiệc, mộng long, bồ đề chức thủ và cây thiếu lâm đạc ma này mà, tóc 20 đồ các kiểu, ok chưa. Đó, như bông vậy, tóc. Nói chung là nó giống hơn toàn một cây vũ khí không kiểu môn phái, nhưng mà nó sẽ không có cái hiệu ứng kỹ năng chính ít hoặc là những cái kỹ năng skin ở đây. Nói chung là nó không có skin. Đó, ok chưa. Đấy, như ở hướng thiên bang thì đây mình thấy không, một cái chi đó. Rồi thương đó. Cái này là option sẽ mở ra đâm đâm như nè, hơn xui như nè, tùy theo nhân phẩm này mà. Rồi, đến hướng của đường môn thì sẽ hơn xui có tóc sát thương. Đó, đường môn thì tóc sát thương này nó các kiểu. Đó, và phi tiêu, phi đao. Đó, phi tiêu, phi đao, đó, đẹp không? Đó là hướng của đường môn. Thì không biết là Khải chơi đường môn cũng như là Khải chơi người mi thì không biết Khải nên mở cái gì. Thì Khải đang suy nghĩ nè mà. Nếu mở đường môn thì ra cái lên tuyệt thiên quang bàn hoa thiên vũ thì quá ngon này mà, tóc rồi sát thương các kiểu thì cảm giác nó sẽ đẹp hơn những cái cây vũ khí thường đó. Nhưng mà liệu sát thương ra sao và tóc như thế nào thì chúng ta vẫn chưa biết được em ơi. Ừ. Đó. Rồi những cái tiêu này, phi đao này, đó. Rồi hướng của ngũ độc này, ngũ độc thì giống như một cái nón u lung này anh thấy không, lên tuyệt u lung kim xà phát đái đó. Nó có tốc độ đánh, nội lực, nội đốc sạc nội rồi các kiểu, không khác gì một món một kiểu môn phái này mà, nhưng mà nó không có skin thôi. Nó ngược lại nó không có skin nữa nè. Đó, ở lần thay đổi này thì chúng ta cùng chờ đợi xem liệu sau khi gộp server 22 tháng 6 này xong thì server sẽ gồm những vũ khí như thế nào và ra sao. Thì anh em cứ đồng hành theo server S8 Phật Sơn Ký Sử này cũng như là mấy chục S7 chuẩn bị gộp về thì Khải sẽ like hàng ngày cho anh em xem nha. Rồi, ở hướng của Nga My thì chúng ta sẽ mở ra ở hướng ngũ động nè, đao và nón. Đó anh em thấy ok, đao và nón. Đó, ok chưa. Ở cái hướng đao này rất là ngon nha, cái đao này tóc hơn 20 đây mà, ngon hơn cái đao môn phái. Tại vì đao môn phái nó chỉ có từ 10 cho đến 20 thôi là mắt. Còn ở hướng này thì không biết sao đâu là mở được 22, lẽ từ 22 đến 30 à. Cái này hên xui nè mà. Rồi, và nghe bị kiếm à, hướng kiếm ngọc bội. Ngọc bội bánh sát nè mà, ngoài văn sát mộc thủy sẽ còn một món thủy thì nếu có cái ngọc bội mộc thì chúng ta sẽ cần một món thủy được kích. Ây da, cái này căng nha. Nếu mà có món thủy được kích thì cần nhẫn chân thủy hoặc là giày thủy. Ô, cái này không có giày thủy là đi cái gì, nón kim mà, nón kim sao mang ta. Cái này cũng không xài được, nếu mà mở ngọc bội nghe mi thì không xài được, chỉ lấy được cái tốc độ đánh thôi nè, tốc đánh từ 10 đến 30 hên xui á. Ờ, nếu mở ra 10 là min rồi, mở ra 10 là không xài được. Còn mà mở ra 15, 16 thì mới ra mới đạt được mốc 81 nghe mi. Mở ra 16 mới đạt được mốc. Đó, tại vì mặc định của nghe mi đã chống phá có 65 tóc rồi. Thì nếu mà nội 10 này thì min này không đạt được mốc 81 à.
kênh nha. Rồi, tiếp tục. Không biết nên lấy Nghe Mi hay Đường Môn, suy nghĩ thử nè, tại vì Khải có một rương à. Ở Thủy Yên, Thủy Yên cái bang rồi nè, cái bang Đồng Cừu này, tóc rồi họ sát đó. Rồi bỗng cái bang Định Khái, tóc đồ bên sát sát thương. Ừ, giống như bọn Hồng Kiều này mà vừa bên sát vừa sát thương luôn, không đánh nổi. Thiên Nhẫn ma sát nè, thương nè, tóc sát thương, tóc sát thương bên sát chính xác. Nón nón, ôi ra nón này cũng như vứt rồi. Nón này thì sẽ lực lực không có tóc đây mà. Rồi giờ đang tại hướng nội công thì không có tốc độ đây mà, hướng nội công thì nhận không có tốc độ. Giờ đang thì tóc sát thương bên sát, kiếm lên nhạc lên sát nội công, lên tiệm nón. Bây giờ xuống hướng công luôn. Giờ đang thì cũng lôi sát nội công lại thời gian chót mà, chứ không có mát được. Nó sẽ rắp đâm từ 20 đến 40 chón ấy. Khung luôn thì có nó lôi khung đau tóc bình sát sát thương. Rồi ok, sau khi tham khảo sơ qua thì đỡ cho anh em cho Khải suy nghĩ thêm 2 phút để nên mở gì nha mọi người. Rồi ok, sau hồi suy nghĩ thì Khải sẽ mở cho Đường Môn em mà. Và đây sẽ Đường Môn Khải đây, chuẩn bị Khải sẽ lên đao, Khải mận lại số đồ nha, tương đối một tí nè. Khải sẽ thay vào cái áo phục hồi kháng họ chống 40, còn đôi giày này có thể Khải thay đôi giày này, Khải dường lại cho anh em trong ban xài. Rồi, ok, sau khi bạn xét đồng bàn thì nó đẹp không? Đó, úi xưa ơi. Rồi, tí nữa cái áo, hiện tại Khải sẽ rút áo này ra. Khải sẽ mang một cái áo phục hồi 40 kháng họ và chống 40 nha nè. Còn lại là 4 bóng, thủ lý, đó, tương đối như vậy. Rồi, ok, bông tiêu này, bông tiêu này, đó. Rồi, khui. Rồi, bây giờ chúng ta lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường khui hàng đây mà. Rồi, anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho video này cũng như là YouTube một like cho sự ủng hộ cho anh em ơi. Đừng quên Khải hay livestream vào lúc 7:30 tối hàng ngày. Anh em rảnh tay có thể ghé vào kênh YouTube để ủng hộ chơi hàng ngày nha anh em ơi. Rồi, lên. Mới sắm xếp đồng bằng hết 900.000 đó Thái Nguyễn ơi. 900.000 trong vòng 7 ngày nè. Thì trung bình một ngày khoảng một ngày khoảng tốn 80.000 Việt Nam đồng. Đó. Hello Nô Thịnh nha anh ơi. Hello anh em nha. Hello anh em mới vô. Rồi nè, giờ Khải mở thử như thế nào nha. Được rồi, giấu. Rồi, ok. Bỏ rương qua góc này khui nha nè. Khui chúng ta nặng thử loại gì nha. 1, 2, 3. Khui hàng. Nha. Yeah. Đến, đem đến lửa quan rồi đổi vũ khí lân tiệc. À, đem đến lửa quan rồi. Vậy chưa nha. Đến lửa quan chứ không phải khui nè mà. Ok. Đến lửa quan. Quay, anh em thấy không? Giờ ai cũng mang vũ khí vàng hết nè mà. Trao đổi vũ, trao đổi trang bị lân tiệc phục vụ gộp server. Đổi bảo rương ngẫu nhiên thành... Đổi bảo rương lên tuyệt thành ngẫu nhiên một trang bị lên tuyệt. Ok. Phải là những ạc lần trước đổi skin sang hàng 1. Ây ôi dạ khó dữ ta. Ờ cái này khó rồi, cái này khó rồi. Hình trước mình có đổi cho cùng lô, năm ra mình không xài được nên vãi chướng vậy. Giờ nó chỉ những nhân vật nào đổi mới lấy thôi em ơi. Đổi sang hàng 1. Rồi không cho mình đổi em ơi. Phải những ạc nào đổi thì mới đổi được. Rồi, đâu sai được. Giả là tính ra không sai được rồi. Uống dữ người ta. Rồi, tại vì cái đường này hôm trước là cái sơn hà cung lôn của Khải mở ra nè. Thì Khải đưa cho thằng em nó mở. Ai ngờ là mình không mở được nè em ơi. Bây giờ chắc là mình phải giao lại cho thằng em mở thôi. Rồi ra vũ khí gì tính tiếp nè em ơi. Bây giờ không làm được gì hết. Không mở được nè em ơi. Tại vì Khải không có sơn hà 1 á. Nhưng mà Khải lượm cái đường từ thằng em bên cung lôn Khải về được Khải mở mà không mở được nè em ơi. Bảo đổi bảo rương chắc là một ngày nào đó Khải sẽ tí nữa Khải sẽ chơi thằng em kia nó mở. Rồi Khải hiểu vấn đề rồi. Ok thì cái này chúng ta bỏ qua một bên đi. Nhau nhưng trong tim ta luôn bên nhau, nguyện là đêm xuân.